tên Kim Minh, cô đến từ tỉnh Bến Tre. Cô mắc bệnh gì và biểu hiện bệnh trước đây của cô như thế nào cô? Cô là mắc bệnh thoái hóa cột sống cổ, rồi thoát vị địa đệm lưng L4L5, trượt vẹo đốt sống, rồi thêm cái thoái hóa hai cái đầu gối nữa. Tình trạng của cô là nó tê hai chân, tê hai tay, rồi bây giờ là nó tê tới hai mông nữa. Cô sau khi chữa trị ở đây thì cô thấy tình trạng gì thay đổi như thế nào? Hiện giờ thì cô có giảm được cổ là cổ với lại hai cái gối chân ấy, giảm được khoảng 50%. Cô trước đây cô đã đi điều trị bằng phương pháp gì ạ? Trước đây thì cô cũng có đi khám bên Tây y là uống thuốc, rồi bác sĩ thì cũng có khuyên là nên mổ, rồi cô không có mổ, sau đó cô chuyển qua là cô đi Đông y. Trong y thì cô cũng trị vật lý trị liệu, rồi cô cũng đi lên thành phố thì cô cũng trị bằng cái phương pháp là bảo tồn, cũng như là trị các cái phương pháp vật lý trị liệu như là kéo giãn cột sống, rồi nhúng sát, rồi các cái phương pháp khác kết hợp với lại uống thuốc tây. Thì cái thời gian điều trị cô thì cô cũng đi cũng một lần, đi cả tháng vậy đó. Nhưng mà sau đó thì đi để duy trì thì cô cũng không có thời gian để đi. Từ đó thì cái bệnh thì nó cũng bị tái trở lại. Sau khi mà biết được cái phương pháp cái chỉ là cái phương pháp mới của bên phòng khám của ngoài Hà Nội, thì cô có xem của bác sĩ Ngô Văn Hùng, thì cô có liên hệ để cô đi cái chỉ ở điểm thành phố Hồ Chí Minh. Cô thấy phương pháp cái chỉ này có những ưu điểm gì? Thoái hóa cổ với lại thoái hóa gối thì cô thấy là cô có giảm, với lại không mất cái thời gian mà mình phải điều trị lâu dài đó. Rồi cái thứ hai nữa là cái về cái kinh phí, chi phí để chi tiêu cho cái điều trị thì nó cũng ít so với cái thời gian mình đi trị kia thì tốn tiền nhiều hơn. Thì cô có lời gì muốn gửi đến thì cô cũng gửi lời cảm ơn đến các bác sĩ đã điều trị cho cô, thì cô thấy là cũng có hiệu quả. Thì cô cũng cảm ơn các bác sĩ và cô cũng tiếp tục để mà cô theo điều trị cho cái cột sống lưng cô, là cô cũng hy vọng là nó sẽ giảm, rồi cô cũng không có bị mà đến cái giai đoạn nó phải bị mổ. Kính thưa quý vị và các bạn, hiện nay tất cả các chi nhánh của Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông trải dài từ Bắc vào Nam đều rất đông bệnh nhân. Vì vậy, quý vị hãy gọi tới số hotline 0981 377 470 để nhận được sự tư vấn hỗ trợ tốt nhất. Cảm ơn quý bệnh nhân đã tin tưởng Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông trong bao năm qua. Chúng tôi sẽ cố gắng mở thêm nhiều chi nhánh hơn nữa để quý bệnh nhân không phải đi xa mà vẫn tiếp cận được phương pháp cấy chỉ rất hiệu quả này. Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông chúc bệnh nhân luôn khỏe.